Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với Nồng Xe Hơi. Thì hôm nay thì em cũng mới quay được con Ranger XLS AT. Đây là bản màu đỏ, một cầu số tự động nhé. Màu này thì mới ra mắt thôi. Hiện nay thì xe này đang có giá niêm yết là 688 triệu đồng. Một số bản như là số sàn hay là hai cầu số tự động. Đấy, như là mình có thể đây. Ở bên em có bản đầy đủ như XL này, hai cầu số tự động này. Thì màu đỏ này thì cũng khá hiếm gặp nên là mình quay trực tiếp luôn. Nội thất thì vẫn là màu đen như bình thường thôi. Hiện nay thì mẫu xe này đang ra biển đâu đó vào khoảng 730 triệu chưa trừ khuyến mại hay phụ kiện tặng kèm ở tỉnh địa phương như ở Bắc Ninh, Bắc Giang này nhé. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu và do một số quy định về chào giá nên bên em cũng không trao đổi trực tiếp trên video này được. Mình có nhu cầu tìm mua mẫu xe trong video thì vui lòng liên hệ qua hotline hoặc nhắn tin Zalo cho bên em để bên em gửi báo giá cũng như là thông tin lại cái chương trình giá bán mới nhất hiện nay. Về lãi suất cho vay thì hiện nay một số ngân hàng cũng bắt đầu hạ nhiệt cái lãi suất cho vay rồi. Mình có thể vay với gói cố định từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm. Với gói hợp lý nhất là gói 5 năm. Ưu đãi 6 tháng đầu là 9,19%. Và 5 4 tháng sau là 10,4%. Cụ thể về chính sách hay là giấy tờ chuẩn bị thì anh chị liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em thông tin thêm. Đó, Ranger XLS, một cầu số tự động. 688 triệu, năm bánh đâu đó vào khoảng 730. Chưa bao gồm khuyến mại. Đấy, mình có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em. Một video nhanh thôi. Còn cụ thể các đầu xe như nào thì anh chị có thể xem ở trên kênh của em nhé. Hoặc là alo trực tiếp để mình lấy được cái giá tốt nhất và được tư vấn tốt nhất với các phiên bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.